Chào các bạn, đây là cục sạc Nokia 7610. Chui lớn. Cục sạc này mua máy 7610 mà tặng kèm. Cục sạc này là đầu vào là 180 ampe, đầu ra là 5,7 V 800 mA, sản xuất ở Trung Quốc. Sạc này thì nếu mà nó hư thì mình sẽ cắt, mình lấy cái đầu này mình nối vào mấy cái cục sạc khác á, thì cái chui này khó kiếm này, mình sẽ lấy cái chui này. Trong này là nó có hai dây, dây đỏ với giờ là dây trắng, mình sẽ nối vào cục sạc khác, nối đúng màu nó được. Còn cái cốc này thì nếu mà nó hư thì mình sẽ lấy cốc khác thôi, chứ cục sạc này giờ đi mua khó có lắm, mà cốc này nó cũng nhanh hư đó các bạn. Cục sạc này là chuyển sạc cho Nokia 7610 mà Nokia 6030. Cục sạc rất là đẹp các bạn ơi. Đây là tem của nó. Cục sạc này sản xuất năm 2020 luôn.